Ta di chuyển đến bể cân bằng thì ta sẽ mở nắp bể và kiểm tra xem là mực nước ở trong bể. Khi ta xem mực nước trong bể, nếu mà mực nước trong bể đầy thì ta sẽ tiến hành kiểm tra lại phao ở mức cao xem còn có đang tốt hay không. Nếu mà phao còn tốt thì ta sẽ kiểm tra xem là nguồn đến phao có ổn định hay không. Thì ta sẽ dùng đồng hồ vạn năng vặn về nấc điện một chiều để kiểm tra. Nếu mà mất nguồn đến phao thì ta sẽ tiến hành xử lý sự cố là cấp lại nguồn cho phao. Và khi nước trong bể không có mà vẫn báo đầy thì ta sẽ tiến hành kiểm tra công tắc bằng nước. Trên đây tôi vừa chia sẻ với quý vị các bạn về cách xử lý sự cố bể cân bằng báo đầy của hệ thống HTB. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.